về kỷ niệm lúc còn học sinh. Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh với nét đoan trinh tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, mông mắt thơ ngây tóc xõa buông dài, lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Bên xuân xin ước hẹn ngày mai, tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say xưa mãi trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say xưa mãi trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về niềm ngày qua. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi, ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thanh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng, có một người giờ đây
đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Ừ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Có một lời mọi hôm nghe quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho âu lo ngày mai quá mau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Ừ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Lại trường vẫn như xưa, trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Xanh xanh ngắt, cánh chim nào đã bay cao.
Sự hiện diện của các bạn cựu học sinh khóa 76-79
xin được trân trọng giới thiệu. Kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu và các bạn học sinh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cùng học sinh khóa 76-79 trường phổ thông Cấp 3 Đại Lộc. Lời đầu tiên tha mặt cho ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo đã nhận lời tới dự buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của cựu học sinh khóa 76-79 hôm nay. Cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các bạn, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, ai cũng trải qua một trình tự tuổi ấu thơ với những lời vô bên nôi của mẹ, của bà, của mẹ, tuổi học trò với những đùa nghịch của tuổi trẻ cùng với những hồ bão lớn lao. Tôi trưởng thành với những bước chân trên đường công danh sự nghiệp và cuối cùng là tuổi già với niềm vui bên con bên cháu. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất, đẹp nhất, hồn nhiên và vô tư nhất đó là tuổi học trò, cái tuổi mà chúng ta hay gọi là nhất quỷ, nhì ba, thứ ba học trò, cái tuổi mà mỗi khi nghĩ đến ai ai trong chúng ta cũng thấy bồi hồi xúc động. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay chúng ta tụ họp về đây để gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường. Các bạn thân mến, 40 năm qua là một thời gian quan trọng trong mỗi đời chúng ta. Những năm tháng đã được thực hiện ước mơ và biết bao dự định của tuổi học trò. Và thực tế chúng ta đã trải qua những thành công và cả thất bại, cuộc sống với bao yêu thương và những nhọc nhằn lo toan, không ai là không nếm trải. 40 năm không phải là một thời gian ngắn đối với một đời người. Chúng ta đã không những trưởng thành mà càng trở nên hoàn thiện và thành đạt hơn. Cuộc sống đã sắp đặt để rồi mỗi người một con đường khác nhau về nghề nghiệp, về lý tưởng sống. Và mỗi người chúng ta có đôi lần có những điều may mắn, những niềm vui nhỏ nhoi và những khoảnh khắc hạnh phúc riêng tư của mình. Thưa quý thầy cô giáo và các bạn thân mến, trong sự tất bật bươn trải của cuộc sống đời thường với công danh và sự nghiệp, hạnh phúc và gia đình, mỗi chúng ta đôi khi giật mình ngoảnh lại một thế thời gian sao mà trôi nhanh đến thế. Mới đây thôi còn ngại ngùng bước chân vào lớp 10, nhìn gương mặt ấy ai cũng non trẻ xa lạ đầy bỡ ngỡ. Sau bao năm chung sống ở từ chính một mái trường lớp 10, lớp 11, lớp 12 với những người thầy, người cao giáo thân yêu, và họ đã là người cha, người mẹ thứ hai của mình, đã trang bị cho chúng ta những tri thức làm hành trang vững bước vào đời, giúp chúng ta mở ra cánh cửa tương lai để rồi mỗi người vững tin trên con đường đã chọn. Nhớ như in những lời dạy bảo, những lời yêu thương và sự kỳ vọng của các thầy cô giáo là một động lực mạnh mẽ giúp chúng ta có đủ can đảm, tự tin vượt qua những thử thách rào cản cuộc sống đầy sự cam go này. Các bạn thân mến, chặng đường 3 năm hạ cấp 3 có một sự kiện khó quên, đó là vào tháng 10 năm 1978 thực hiện lệnh tổng động viên khối lớp chúng ta cũng có nhiều bạn đã tạm xếp bụng nghiêng lên đường nhập ngũ, hay lớp 12C1, 12C2 có nhập lại thành một lớp 12C, các lớp 12A, 12D cũng giảm đi một sĩ số đáng kể. Các bạn ra đi đã thể hiện tinh thần phục vụ tổ quốc và nhân dân và cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn khác. Trong số các bạn ra đi, nhiều bạn đã mang hoài bão lớn, hành trang mang theo của họ một phần ba lô là sách vở, là kỷ niệm thời học trò. Buổi chia tay các bạn đi làm nhiệm vụ của tổ quốc, biết bao bồi hồi, mắt trong mắt, tay trong tay, kẻ ở người đi, sao mà sâu xíu đến lạ kỳ. Và rồi với bằng chắc cầm cù của người con đất quả, nhiều bạn cũng đã phấn đấu học tiếp để trở thành những bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, chủ doanh nghiệp, là sĩ quan cao cấp của quân đội, công an. Giờ đây, mỗi người chúng ta đã trưởng thành, đã có gia đình, một mái ấm đầy tình thương và nghề nghiệp ổn định. Nhưng có lẽ từ sâu thẳm trong mỗi trái tim của chúng ta vẫn còn có những khoảng trống dành riêng cho quãng đời đẹp nhất và những hồi ức không bao giờ quên, đó là tuổi học trò. Có những lúc bất chợt ta nhớ lại những người bạn thời học trò và tự hỏi không biết giờ này mọi người như thế nào, gia đình, vợ chồng, con cái, việc làm, công danh sự nghiệp ra sao.
đó là những trăn trở của hầu hết tất cả các bạn ở đây. Chính vì vậy mà buổi kỷ niệm này được tổ chức để chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, làm sống lại những hồi ức vô tư trong sáng của tuổi học trò, thăm lại mái trường xưa nơi in đầy dấu ấn của thời học trò, gặp gỡ quý thầy cô bạn cũ để cùng sống lại thời khắc xa xưa. 40 năm trôi qua đến nay, có người còn người mất, có những người sinh sống và lập lại tại miền quê nhà, cũng có những người có mưu sinh nơi đất khác. Nhưng trong trái tim của mỗi người chúng ta luôn hướng về một gia đình, đó là mái trường cấp 3 Đại Lộc thân yêu. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt các bạn của khóa 7679 kính gửi tới quý thầy cô giáo lời cảm ơn sâu sắc, lòng biết ơn chân thành nhất. Chúng tôi luôn giữ mãi những hình ảnh đẹp về từng thầy trò, tình bạn hữu, tình yêu đối với ngôi trường phổ thông cấp 3 Đại Lộc thân yêu này, nơi đã gắn liền với chúng tôi biết bao kỷ niệm của tuổi học trò, nơi đã gắn kết chúng ta từ những người xa lạ thành những người bạn tốt. Và xin cảm ơn sự đồng tình hưởng ứng của các bạn cùng khóa để chúng ta có một buổi hội ngộ đầy ý nghĩa này. Xin được mượn lời bài hát làm lời kết cho dòng tâm sự: nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau thằng ngày, cho nhau những hồi niệm, đến nụ cười còn mãi đặt cái hàng mi trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Trước khi tiếp tục chương trình, xin mời các bạn có tên sau đây chúng ta ra phía bên ngoài để chuẩn bị phần tặng hoa cho các thầy cô giáo: bà Nguyễn Văn Tân, bà Nguyễn Đình Hát, bà Nguyễn Xuân Ba, bà Bùi Thị Ánh Mai, bà Trần Thị Hiền, bà Ngô Thị Kim Yến, bà Tăng Thị Hải và bà Đoàn Thị Hạnh. Xin mời các bạn ra phía bên ngoài hội trường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, thưa tất cả các bạn, khóa học 76-79 là khóa học thứ hai sau ngày đất nước thống nhất. Trong suốt 3 năm học, lớp chúng ta được sự dìu dắt của 30 thầy cô giáo với 10 môn học. Nhưng hôm nay, đang ngồi với chúng ta tại hội trường này chỉ có khoảng 10 thầy cô giáo. Cũng có người vì lý do riêng không thể cùng tham dự. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng bản thân các thầy cô giáo luôn yêu thương chúng ta như những ngày chúng ta còn ngồi trong ghế nhà trường. Trong buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta cũng nhớ đến những thầy cô giáo đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Xin dâng một nén hương tâm linh lên an linh của quý thầy cô như một lời tri ân sâu sắc. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời quý thầy cô giáo chúng ta lên phía trên của hội trường để nhận hoa của các bạn học sinh khối 76-79. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô. Xin kính mời quý thầy cô chúng ta lên phía trên hội trường để nhận hoa thay lời tri ân của các bạn có 76-79 dâng lên quý thầy cô. Nhưng đã cố gắng về đây để chung vui với chúng em trong ngày gặp mặt ngày hôm nay.
gửi lời cảm ơn trân trọng vì sự dạy dỗ tận tâm và dìu dắt của quý thầy cô trong những năm tháng em học tập tại môi trường này. Chúng em luôn tự hào một thời đã được các thầy cô dạy dỗ, để từ đó chúng em có ý chí, có nghị lực, có nhân cách làm người gắn bó với nhau và trân trọng cội nguồn, trân trọng mái trường xưa, trân trọng công lao của các thầy cô. Và hôm nay chúng em vẫn muốn được nghe lời chia sẻ của các thầy cô trong buổi gặp mặt này. Xin được trân trọng kính giới thiệu và xin mời thầy Nguyễn Văn Lơ đại diện cho giáo viên nhà trường có đôi lời tâm sự với chúng em. Xin kính mời thầy. Kính thưa quý thầy giáo cô giáo của những năm 76-79 đã từng gặp gỡ các em ở đây, thưa tất cả các anh chị là cựu học sinh khóa 76-79 trở về đây họp bạc hôm nay, chúng tôi xin phép theo lời mời của các em, các anh chị, xin thay mặt các thầy giáo cô giáo ở đây có vài lời tâm sự các anh chị. Tôi chỉ dạng là tôi tâm sự thôi, tôi không dạng như ngày xưa, tôi không diễn thuyết, tôi chỉ tâm sự thôi. Và nói tâm sự tức là rất chân thành, và khi nói lời tâm sự thì tôi không sợ ai phạm biệt hết, bởi vì không ai phạm biệt cái lời tâm sự, cho nên tôi rất dễ nói. Và có điều gì các anh chị không bằng lòng thì cũng tại đó vui vẻ trong tình thân mật với nhau. Sự trở về nên sự trở về rất quý hóa. Chúng tôi mới dự được có 3 lần những anh chị cựu học sinh tổ chức 40 năm kỷ niệm, đây là lần thứ 3. Còn biết bao nhiêu lần, hàng mấy chục lần chúng tôi dự thì những em đàn em khác 35 năm, 30 năm, 25, 20 năm rất nhiều. Nhưng mà 30 năm, 40 năm là quá ít. Bởi vì các anh chị ở đây bây giờ đã trở thành những ông cụ bà cụ cả rồi. Và tôi thưa chuyện ở đây các anh chị đấy là thưa chuyện với tư cách là thưa với những ông cụ bà cụ. Và tôi rất là hoan hỷ, các thầy cô giáo rất hoan hỷ khi trở về đây gặp gỡ các anh chị ở đây. Tôi rất mừng. Và như lời anh Hưng mời phát biểu, thời gian quá tính nó không nghĩ về ai cả, nó trôi đi lạnh lùng. Và một học sinh khóa 81 đã nói một câu trong thư ngỏ rằng thời gian đã làm mòn mọi gọt dài. Đó là một hình tượng thôi, nói rằng thời gian nó tàn phá đi tất cả, kể cả những điều vô hình và tốt đẹp, thậm chí là thiêng liêng nữa. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của chúng ta thôi. Sự thật, những điều cao đẹp nó vẫn cứ tồn tại. Bằng cửa hôm nay, các anh chị trở về bằng tình bạn rất trong sáng. Tôi nhìn không khí tại giờ, thấy các anh chị đùa cợt với nhau rất là vô tư. Tôi biết mọi người đã để ra bên ngoài phòng này tất cả những gánh nặng, những điều gì mình đeo mang trong 40 năm này, tạm trên qua phòng này đã bước vô bằng của người học trò rất trong sáng, gặp nhau bằng tình bạn rất bình đẳng và rất trang hòa. Cái đó quá đẹp. Vậy đó phải có sống giây phút như vậy. Chính giây phút này làm chúng ta trở thành người rất sang trọng. Sang trọng về mặt tinh thần, một sự sang trọng khôn khiết, không vướng bận bất cứ cái gì. Đó là điều quan trọng. Và tôi hoàn toàn là ca người cái tinh thần như thế. 40 năm trôi qua, cuộc đời không phải là ngắn, rồi một cuộc đời của người 40 năm là hơn một đời người rồi. Cả chị trở về đây bằng tình bạn chính là để xóa bỏ tất cả mọi xa cách về thời gian và không gian, xóa bỏ tất cả mọi ngăn cách về hoàn cảnh. Những bạn đồng song, những bạn đồng môn, những cái bạn trong sáng ấy, chúng ta ngồi bằng tập trung. Như thế là tổ chức nhỏ, tổ chức lớn, chúng ta là thân phận con người. Đó mới là thân phận tổ chức. Và tuổi cả anh chị, tuổi cả ông cụ bà cụ ấy, tôi đang là thư giữ các cụ bà cụ thư những cách rất nghiêm túc, và xin cảm ơn cùng bà cụ chịu khó trong một vài phút thôi lặng lòng để mà chúng ta cùng giao cảm với nhau.
lặng lòng chắc hỏi nhau. Các anh chị ta đều đi vào cuối con đường rồi, gần đến ngôi mộ rồi. Đây là một sự thật, phải ta nhìn nó bằng mắt hết sức thản nhiên. Hết sức thản nhiên, một không một tí sợ hãi nó hết. Vì đó là sự thật. Ta thản nhiên nhìn nó, và ta sáng suốt nhận thức về nó. Khi sáng suốt nhận thức về cái thân phận mình, là chúng ta sáng suốt nhận thức ra cuộc đời để chúng ta tạo vô bỏ. Nói như một câu chuyện buồn, một người Alexander Đại Đế, một con người quy vương, tôi còn ngã nhỏ, đế quốc rất giàu, dắt vào đời là tôn linh. Thế mà khi qua đời, dằn quần thần đục hai lỗ cái quan tài mình để mình thò hai bàn tay ra, để từng người phải rằng ta ra đi bằng hai bàn tay cẳng. Cũng bỏ lại được. Có những cái con ta buồn mang đi, dù một mùa hạt cát, ta cũng phải bỏ lại, không mang đi được gì cả. Nhưng còn cái con to nữa, nhưng mà ta muốn bỏ lại tất cả, cũng không được. Cũng được, ta phải mang đi hết, bỏ lại như một hạt cát cũng bỏ được. Cái đó gọi là nghiệp. Cái đó gọi là nghiệp. Và như đó, tôi tin chắc rằng có rất nhiều các anh chị đồng ý với tôi. Tất nhiên còn số các anh chị không đồng ý. Đó. Nhưng mà đây tôi nói thật tình, đây là lời tâm sự của mình. Thế tôi có thể mang giảm vào điều này và không sợ phạm gì được. Có những cái chúng ta phải mặc để dùng ý kia bóng lái tôi còn nghiệp. Cái đó như đó là thân phần. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị một đại dịch quý vị cái kết thơ rồi. Và có một cái ý rất hay. Khi ta chuẩn bị càng tốt cái đại kết thì chúng ta càng sống có ích lợi với xã hội và cho cuộc đời này. Kẻ nào biết lại lần lượt cái câu nói, kẻ nào biết chuẩn bị tốt cái đại kết thì kẻ đó sẽ sống hết sức ích lợi cuộc đời này. Đó. Nhưng kẻ bảo kế là không, họ ra tất cả một ta không làm việc xã hội nữa, nhưng ta làm việc cho bản thân ta. Đó là ta di nhượng ẩn tình chúng ta. Di nhượng điều là sao? Di là lúc lại, gọi là di. Thì cái di hồn di chúng vậy. Di là lúc lại, dượng là nuôi cho mình lớn lên. Vậy thì, như cái di lại, mua như cái di lại, thì lập tức cả các chị phải làm một việc rất quan trọng. Đó là thanh lọc thân tâm mình, thanh lọc tâm hồn mình. Cái như trong quá khứ, chúng ta đã phạm sai lầm rồi. Thì bây giờ, tôi già chúng ta điều chỉnh lại. Mặc dù quá khứ là càng đã qua, ta không đụng chạm được nó, nhưng mà ta có thể tự điều chỉnh nó bằng tâm chúng ta. Tất cả đều do tâm này. Chúng ta đi điều xấu, nuôi được những điều tốt, gọi là di nhượng tận tình. Các anh chị làm như thế. Và bây giờ các anh chị đang nuôi được tình bạn, nuôi được tình bạn cao đẹp trong sáng ấy, để tôi và chúng ta gần gũi nhau, gặp nhau cười cách rất là thân thiện, rất chan hòa, rất bình đẳng. Và hôm nay thì là lúc các anh chị thể hiện cái ý đồ ý dí dược từ tình ấy. Các anh chị đã duy trì tình bạn rất đẹp. Xin thay mặt các em học sinh cảm ơn thầy Nguyễn Văn Lơ với những lời tâm sự rất là chân thành của thầy đối với chúng em. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh yêu quý, vừa rồi chúng ta đã nghe tâm sự của thầy giáo Nguyễn Văn Lơ, và bây giờ chúng em cũng muốn được nghe số lời chia sẻ cũng như tâm sự của một cô giáo mà đối với học sinh trường cấp 3 Đại Lộc cũng để lại ấn tượng rất là sâu sắc. Đó là cô Trần Thị Thanh Xuân, dạy sinh và là chủ nhiệm lớp 12D. Xin trân trọng kính mời cô. Quý vị đồng nghiệp và quý vị học trò thân yêu, sau 40 năm xa cách, cứ ngỡ rằng mình bị xa cách mãi mãi. Rồi một bóng lúc nào đó các em gõ cửa nhà cô bởi vì dịu 40 năm một hân ảnh và một tác động về tình cảm làm cho cô thấy ấm lòng vào tuổi già. Cảm ơn các em đã nhớ đi. Cảm ơn các em đã về đây, mặc dù biết bao nhiêu việc, biết bao nhiêu quan hệ chồng chất, các em vất đi và trở lại mái trường xưa. Khi chúng ta xa nhau,
các em mới 18, 19 tuổi thì trẻ nắm sắc theo cô ơi, cô hợp vỡ hợp thế này thế kia, rồi mới chịu nhìn các em đã trưởng thành rồi, cảm ơn mình được cho được nhìn thấy như nữa. Các em đã có được cái địa vị xã hội nhất định, đã có một cái vai trò trong gia đình vững chắc, và cô mong những cái điều đó nó sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu rộng hơn một tí nữa, các em nhớ đến mái trường xưa, nhớ đến thầy cô cụ, nhớ đến bạn bè ngày ấy, thì cô rất xúc động để cố gắng đi với các em, mặc dù bây giờ đi cũng vững được rồi, nhưng mà cố gắng đi để được nhìn thấy các em sáng hơn, giàu hơn, có địa vị hơn. Đứa nào cũng có một cái tổ ấm mà cô muốn rơ tới mà các em không cho. Cô phải đi chờ cô tới nhà các em để cho cô các em nhìn thấy lơ, cái việc lơ đẹp. Các em không đi cửa hỏi đứa nào tại nhà cô cũng bao giờ không có gì đó đâu. Hỏi đó chờ cô tới, cô nhìn các em để nhìn được, mong rằng trên đường đường còn lại chúng ta sẽ gặp lại nhau để từng thầy trò những cảm kết định làm về cái giáo sư, để nhìn nhau mỉm cười. Và cô cũng chúc trên trò đường đi tới của các em gặp một điều may mắn hơn, phẩm phẩm hơn, đầy hoa hương, hoa thì thơm, trái thì ngọt, để cho cuộc đời các em hơn ngày hôm trước. Đồng ý. Cô cảm ơn. Xin thay mặt các bạn học sinh có 7 viên 6 và 7 viên 9 chân thành cảm ơn cô Trần Thị Thanh Xuân với những lời tâm sự vừa rồi. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô và các bạn, có lẽ trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường thì trong mỗi chúng ta sẽ có rất là nhiều những tâm tư, tình cảm muốn chia sẻ cùng với nhau, cùng với quý thầy cô. Và thời gian tiếp theo trong phần hội chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau giao lưu, cùng nhau chia sẻ. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn, trong dịp gặp mặt hôm nay thì khối 76, 79 trước đây là chúng ta có 4 lớp, nhưng do là điều kiện gia đình cũng như là có một số bạn là đi nghĩa vụ quân sự, rồi có những bạn đi học nghề, thành ra là sau đó là chúng ta gom lại thành 3 lớp. Và trong buổi gặp mặt hôm nay thì có lẽ cái số lượng chúng ta cũng khoảng một nửa, rất là tiếc khi không được gặp tất cả các bạn. Và chúng ta cũng rất là đau buồn khi cách đây một tuần thì chúng ta cũng vừa tiễn một người bạn ra đi vĩnh viễn, chỉ cách ngày gặp mặt có một tuần, đó là bạn Lê Văn Hoàng, lớp phó của lớp 12D. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn, tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu một bạn sẽ đại diện cho các bạn học sinh có 76 và 79 sẽ có đôi lời tâm sự với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Xin mời bạn Nguyễn Hữu Long, học sinh của lớp 12A. Xin mời anh. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh khóa 1976-1979 thân mến, lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban liên lạc và ban tổ chức nồng nhiệt chào mừng các thầy cô giáo và các bạn cựu học sinh đã về tham dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ra trường của khóa 1976-1979 ngày hôm nay. Kính chúc quý thầy cô giáo, các bạn cùng gia đình lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý vị,
Vậy là đã 40 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta tạm biệt ngôi trường phổ thông cấp 3 Đại Lộc thân yêu để tiếp bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời xây dựng tương lai. Chia tay nhau, chúng ta như đàn chim tung cánh, mỗi người một ngả, một công việc, một cuộc sống riêng với bộn bề lo toan thường nhật. Có nhiều mộng thành công, gặp nhiều may mắn, nhưng cũng có mộng vẫn còn gặp khó khăn, vất vả, cần được sẻ chia. Hôm nay trở lại mái trường xưa, sau 40 năm xa cách, trong mỗi chúng ta hẳn vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc lâng lâng khó tả, vô kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường cứ ùa về. Ngày ấy ở cái tuổi 17 đôi mươi, lứa học trò chúng ta bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa trường phổ thông cấp 3 Đại Lộc ở bao niềm háo hức, từ lạ thành quen, từ quen thành thân. Mỗi ngày cắp sách đến trường, tình cảm bạn bè là còn thêm thân thương gắn bó, biết bao kỷ niệm buồn vui ngại với những lần trốn học, những lần đi lao động trồng cây ở đây, những lần hội trợ tập thể với chủ đề Tổ quốc mẹ hiền ơi, chúng con đã sẵn sàng, rất vui và rất đáng nhớ. Những năm tháng học trò ấy đã vun đắp nên không ít những mối tình thơ ngây trong xóm của tuổi học trò, và đâu đó có cả những rung động đầu đời mà nhiều bọn vẫn chưa kịp ngỏ lời, để rồi cùi người cất vào ký ức trong ký ức như một kỷ niệm khó quên. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, thời điểm bấy giờ điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, đất nước chưa được bình yên, do đó nhiều bọn đã phải ngậm ngùi góp lại ước mơ dông dở việc học hành để về phụ giúp gia đình hoặc lên đường bảo vệ tổ quốc. Chính vì vậy, từ 4 lớp học năm 11 đã dỡ đi chỉ còn 3 lớp 12, 1 lớp A, 1 lớp C và 1 lớp D. Trong suốt 40 năm qua, những học sinh bây giờ cũng đã trưởng thành. Hiện nay, đông sinh sống và công tác ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, cả trong và ngoài viện. Không ít bọn giờ đây cũng đông tiến bước các thầy cô giáo trong sự nghiệp trong người. Một số bọn đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, một số bọn vẫn còn lâu đâu lặng đặng các cuộc sống. Một số bọn sang công việc đã về nghỉ hưu, hoặc một vài bọn đã mãi mãi không về với lớp chúng ta. Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng ta cũng luôn trân trọng những bài học, những tình cảm của thầy cô, cũng như tình cảm bạn bè và những kỷ niệm thân thương của thời đáng nhớ. Hôm nay, 40 năm về lại trường xưa, mỗi chúng ta không khỏi tự hào thấy ngôi trường phổ thông cấp 3 Đại Lộc ngày xưa giờ đã không trong bề thế với tên gọi trường phổ thông trung học Lương Phúc Kỳ Trì Mấy. Kính thưa quý vị, 40 năm về lại trường xưa, chúng ta không khỏi xúc động khi được gặp lại các thầy cô, những người đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em trong suốt những năm học cấp 3. Mặc dù bận rộn với công việc, gia đình, nhưng các thầy cô cũng đã quan tâm dành thời gian về tham dự buổi gặp mặt với chúng em hôm nay. Thay mặt tập thể học sinh khóa 76-79, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo đã dạy dỗ và luôn theo dõi, ủng hộ chúng em trong suốt chặng đường qua. Xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện cho chúng em tổ chức được buổi gặp mặt thân thiện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, 40 năm dường như trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào, tất cả chúng ta còn là những cô cậu học sinh hồn nhiên, vô tư, với vai trò nghịch ngợm của tuổi 17-18. Vậy mà giờ đây lại gặp cũng ít nhiều đổi thay, đôi khi thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau trong niềm vui vỡ òa. Trong những năm qua, các lớp hoặc một số nhóm bọn cũng đã thường xuyên tổ chức gặp mặt nhân dịp Tết đến xuân về, nhưng đây là lần đầu tiên các lớp cùng kết nối để có thể tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Mong mùa về ngày hậu ngộ, không biết bọn ở xa đã mang đến từng ngày để được trở về quê thăm lại mái trường xưa, để gặp lại được thầy cô, bọn bè và ôn lại những kỷ niệm của một thời hảo tránh. Trong dòng cảm xúc ấy, trên Facebook một bọn đã viết: chúng ta già rồi, mùa sân si vứt bỏ, trời cho kẻ này phước thì người kia được tiền, ân đây có chiếu cố thì hãy về với nhau. Vâng, lời hàng ấy hôm nay đã thành hiện thực. Trong giây phút xúc động này, các bọn hãy tận dụng thời gian ngắn ngủi của buổi gặp mặt để cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, để hồn nhiên tâm sự sau 40 năm rời xa mái trường phổ thông cấp 3 Đại Lộc thân yêu. Kính thưa quý vị,
Trong quá trình chuẩn bị tổ chức buổi gặp mặt hôm nay, Ban Liên lạc đã nhận được sự cổ vũ, động viên rất nhiều bạn bè tâm huyết của các lớp. Các bạn từ khắp mọi nơi cũng đã dành thời gian về tham dự buổi gặp mặt hôm nay, tạo nên không khí vô cùng ấm cúng. Tuy nhiên, vì một lý do cá nhân, một số bạn không thể về tham dự buổi gặp mặt hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi đến các bạn lời chia sẻ và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Do điều kiện xa xôi cách trở, thời gian chuẩn bị cho buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm về lại trường xưa không nhiều. Mặc dù các thành viên trong ban liên lạc đã nỗ lực hết mình, nhưng trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian diễn ra buổi gặp mặt hôm nay không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong thầy cô và các bạn thông cảm. Cuối cùng, cho phép tôi thay mặt toàn thể cựu học sinh khóa 76-79 trường phổ thông cấp 3 Đại Lộc xin kính chúc quý thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc toàn thể các bạn cựu học sinh khóa 76-79 chúng ta có một kỳ họp mặt thật ý nghĩa, vui vẻ và thú vị. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn các vị của anh Nguyễn Hữu Long. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, thưa tất cả các bạn, ngày hôm nay về buổi họp mặt này thì các bạn cùng học sinh của khối 76-79 có một món quà nho nhỏ xin dành tặng cho quý thầy cô và các em học sinh của hai ngôi trường trên địa bàn Đại Lộc này, đó là trường Trung học phổ thông Lương Thúc Kỳ và trường Trung học phổ thông Bình Ngọc Vệ. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời thầy Trần Đình Khoa, quyền hiệu trưởng trường Bình Ngọc Vệ và cô Tưởng Thị Khoa, phó hiệu trưởng trường Lương Thúc Kỳ. Xin mời thầy và cô lên sân khấu để nhận quà của các bạn học sinh khối 76-79. Xin kính mời anh Trần Đình Thảo và anh Lê Văn Hưng lên trao quà cho hai nhà trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phương giữa khi ta chờ người không tới. Trong hôm nay mình mang buồn vui nhặt lá vàng bởi khi xưa một mối tình thơ. Trong hôm nay mình mang buồn vui nhặt lá vàng bởi khi xưa một mối tình thơ. Nhưng tôi có một cái suy nghĩ thế này, tôi có kinh nghiệm nhiều lần đưa hôn văn nghệ đó, thì thường thường phần hội á nó hình rối, không bị mất trật tự. Do đó chúng ta vẫn cùng ly chúc mừng, nhưng mà ai phát biểu á là chúng ta cứ phát biểu nhưng hạn chế trong thời gian 5 phút trở xuống. Và hôm nay chúng ta không cần ca hát là chính, mà chúng ta tâm sự là chính. Do đó mong các bạn có những lời tâm sự trước khi hát, trước khi có chương trình văn nghệ, chúc mừng văn nghệ. Gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn
đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những những bước chân đỏ mòn.
em tuổi thơ. Phố vắng hoang thôi từ lúc em rồi trong mưa gió biết ai vô về. Lời nào dám dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn mỗi chút em vui thay đầu cho mình nhớ gọi thông tên nhau. Chúng ta rất là hoan nghênh với tinh thần của bạn Hưng. Và xin trả lời anh là đó là bài cảm ơn thầy, thầy tuyển tình hội. Hôm nay xin giới thiệu với, không có giới thiệu nữa, tất cả các bạn biết thầy hội nằm đây, thầy hội nằm xíu ở góc này. Và chúng ta đã từng đánh bộ. Và cũng xin nói luôn là có lẽ các bạn thông cảm, bởi vì cái chuyện liên hoan chúng ta cũng không quên những thầy, những bạn đã ra đây đúng không. Hôm nay là tôi giới thiệu là thầy hội nằm bên này, đứng gốc cái đầu mình đây. Và tôi và Nưng Tết vừa rồi là có về thăm hương thầy để hát nối văn tắc như thế. Và tôi có đọc bài thơ cảm ơn thầy cho vợ thầy nghe và con thầy nghe tự mộ. Và rất là cảm động. Thế thì Nưng đã giới thiệu thì tôi xin không phụ lòng và đọc. Mời mọi người uống nhẹ nhẹ để lắng nghe bài thơ rất là cảm động, bởi vì tôi không học thầy nhưng mà tôi cũng đã phải tìm đến. Thế cho nên mời mọi người uống nhẹ nhẹ lắng nghe bài thơ.
Và xin lỗi các bạn là tôi chiếm thời gian hơi nhiều, cho nó sau bài này tôi không đọc nữa và các bạn không biết nhé. Bởi vì thứ lời giới thiệu đó là bài Cảm ơn Thầy, tôi tranh thủ đọc. Đó là ngày tôi đi bộ đội về và tôi ra thăm mộ thầy, thầy mất tôi không biết, tôi về rồi tôi biết thầy mất. Cảm ơn Thầy vì dạy ở quê em, miền đất trung du mưa ủ nắng cháy, em không thể quên những năm tháng ấy. Thật mỗi ngày con chữ cũng gầy theo. Lớp học 40 đã 39 trò nghèo, chiếc áo trắng sớm đi tối về tranh thủ giặt. Tuổi phổ thông mà em nào cũng biết cày biết gặt. Thầy đến thăm nhà lúng túng lắm thầy ơi. Trường mình xưa anh nằm ở trên đồi nên thầy giảng tiếng cồn vang khắp lối. Năm cuối cấp em vào bộ đội, ngày trở về chẳng thấy dáng thầy đâu. Tình thầy trò thầy chẳng muốn xa nhau nên ý nguyện mộ thầy bên Tiền Dốc, để hàng ngày các em đi học sổ đầu bài thầy nhận đọc kẻ quên. Cảm ơn thầy vì dạy ở quê em, cho lúa thêm xanh mái trường thêm đỏ. Nay quê hương vượt qua thời khốn khó, quỳ trước mộ thầy em biết khấn gì hơn. Và đó là lời tri ân thầy. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các thầy, các cô và các bạn đã lắng nghe. Và sau đây xin mời nữ có lời phục biểu. Dạ, thưa các thầy cô, bây giờ mọi người đang vui vẻ và tụng ly rất là hăng say. Cho nên em muốn phát biểu rất nhiều nhưng mà thôi em dám phát biểu nữa bởi vì có ai nghe được đó. Nhưng mà mọi người thích vui cho nên em ca một đoạn thôi. Trước tiên á là em không học thầy sư nhưng mà cái lời di húng của thầy ban nãy á là em thấy rất là đúng. Cho nên nhưng mà bây giờ trong cái bối cảnh này không vừa, thôi em ca cho mọi người vui. Con gạch cái kia chạy vừa bắt cầu, con sáo xanh sông còn sáo đầu hiên nhà. Trời tháng tư em mặc áo hoa cà, qua ngõ nhà anh em kéo nghiêng đành nón, giả bộ vô tình làm rớt cái quần linh. Bây giờ mời một bạn khác, mỗi người tham gia một ít, mời bạn. Tôi nhớ mày, mời bạn lên thể hiện đi, và chia sẻ. Có thể lên ca thôi bởi vì không thể nói năng gì được trong cái bối cảnh như thế này được. À, cũng xin thưa thật với tất cả thầy cô giáo như các bạn á, là những cái năm mà gặp mà trước đây thì mất tiếng là tôi ở xa, tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh không có thời gian. Do cái hôm nay á tôi về là quê rồi. Và bây giờ về sống như tôi hôm nay, buổi gặp bạn hôm nay rất là vui. Và bằng giá tôi cũng vào đây dự trên được. Và cũng như chuyện các không khí này, cho tôi xin gửi lời thăm đến tất cả các thầy cô giáo và tất cả các bạn của người khấu 12, khóa 76, 79. Thì sao tôi xin gửi các bạn là bài hát là Anh Còn Ngày Em, để nhập vào làm cho anh bằng. Không tin là I'm gonna go.
Thank you.
Bằng Phương. Bằng Phương là một trong những bạn mà sau đó học sinh miền Bắc về. Và Phương nhắc tôi nhớ Tôn Công Bố nè, Biên nè, đúng không? Biên Hải Quân đúng không? Và xin thưa quý các bạn, hôm nay chúng ta rất là vui mà được các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Tân Anh, Ngô Mẫn và ai đó nữa cũng ba bốn bạn về đây, và máy bay vừa đáp xuống là các bạn đã đứng về đây. Do đó chúng ta cũng kẻ biết người không, lâu gặp. Do đó chúng tôi xin giới thiệu là Bùi Tân Anh, Ngô Mẫn và tất cả các bạn mà ở xa về. Thì hôm nay chương trình hôm nay sẽ ưu tiên cho các bạn tâm sự, bởi vì các bạn đi xa lắm, đi từ thành phố Hồ Chí Minh về. Cũng như các bạn xa cũng ưu tiên các bạn về để có các ấn tượng, để có kỷ niệm. Và trước khi các bạn lấy phúc điệu, Bùi Tân Anh thì xin mời, kính mời thầy Sư ạ. Cảm ơn thầy Sư. Dạ. Bởi vì các bạn nói tôi rằng là thầy Sư ngày xưa hát rất hay, giảng bài sáng sảng, giọng sáng sảng và giọng rất là vui. Và thầy, sau thầy Sư rồi mới tới các bạn. Vâng, xin chuyển micro cho thầy Sư. Hai người ta biết là một cái điều gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, cho gì cũng được cái đừng cho thơ mà anh hát anh đẹp thơ nhiều quá. Trời, để cho người người các bạn mà nghe cố gắng đại diện cho hai người nha, trong đó là Lộc với lại Tây chuẩn bị khởi động. Lớp anh mà không biết. Xin được gửi đến quý vị bài hát mà các nhạc đang đời người bài lối về sinh nhật. Chúc mừng quý thầy
kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể cả bài trong kỳ khóa bài 6 và bài 9 của trường đại học. Hôm nay tôi xin phép đọc góp một cái bài hát để mừng cái ngày gặp mặt, mừng buổi gặp mặt của khóa bài 6 và bài 9. Xin giới thiệu quý thầy cô cũng như là các bạn. Tôi là chồng của cô Thủy Liên, ngày thể dục của trường cấp 3 Đại Đồng. Một lần mà tôi vào Đại Đồng sau ngày giải phóng, tôi rất mê thì ở chỗ cái cầu Ái Nghĩa là có cái quán, đặc biệt là quán mì quán. Đây. Thì như vậy là vào đó là ngon quá, là làm hai tô mì quán đó. Đây. Xung quanh là quá nhiều đồng bào hết sức ngạc nhiên, nhưng mà thấy ngon quá, ngon quá. Mà thời buổi đó rất là khó khăn, đặc biệt ấy, là có cái bếp ăn tập thể ở nơi chỗ cái cầu Ái Nghĩa đi đến, thì một bên là trường cấp 2, cấp 1, cấp 2, và đối diện là có cái bếp ăn tập thể cho trường cấp 3. Thời hôm nãy là chúng tôi xin lỗi vị thầy cô và các bạn trong thời kỳ đang yêu nhau hết sức là say đắm và tuổi thanh xuân, cho nên là đi đâu cũng đến, mấy đèo cũng qua, vì thế là vào Đại Đồng có lúc là gặp lụt và tại Đại Đồng là những người chúng tôi cũng đến, và tại cái bếp ăn tập thể của trường thì tôi cũng có tham dự, và bây giờ vào là có nhiều kỷ niệm. Buổi tối là đi thăm là các em học sinh, rồi có lúc đi thăm các thầy cô và được ăn dưa hấu và ăn mía của Đại Đồng. Bây giờ thì vì ngọt á, vua dưa hấu và vì ngọt của mía mía lui á, thì bây giờ còn có những trong vị giác của tôi, mặc dù là sau 40 năm, xin thưa vị thầy cô cũng như các bạn, tôi cũng xin chào Đại Đồng quê hương. Bây giờ tôi xin phép tặng quý thầy cô cũng như là các bạn, chúng ta cùng nên cầu Đại Đồng làm quê hương. Xin phép tặng bài hát quê hương. Quê hương là chợ Đại Đồng, cho con đèo mãi mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về giờ muốn vào tay. Quê hương là cánh diều đi, tuổi thơ con thả cây đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em để vua nước ven sông. Quê hương là quê hương mỗi người chỉ một.
sẽ không lớn lối thành người. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bà. Xin chúc quý thầy cô và các bà luôn luôn tình cảm gắn bó với quê hương Đại Lộc, và hy vọng trong thời gian đến chúng ta còn gặp nhau nhiều nữa, và đặc biệt những con người có quê hương Đại Lộc mến yêu. Xin chúc quý thầy cô cùng như các bạn có mặt hôm nay cùng gia quyến luôn luôn được mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn, và hẹn gặp lại kỳ đến. Xin chúc mừng quý thầy cô và các bạn. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bạn đồng bào, tôi là Trần Minh Hiệu, lớp C2. Hôm nay về đây tôi thì mấy tháng, nhưng mà bởi vì là quá vui cho nên tôi chỉ hát bài là 60 năm cuộc đời. Chắc có lẽ là trong số anh em chúng ta đều cũng chuẩn bị bước đến tuổi 60. Gặp mặt nhưng cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ trong mỗi lần gặp mặt, do điều kiện, cái thời gian và không gian của mỗi người và cái điều kiện đặc biệt đặc thù của mỗi người, cho nên cái việc gặp mặt và nhớ nhau và hiểu nhau hết thì nó cũng có cái gì đó bỡ ngỡ, gặp mặt nó cũng có những gì đó bỡ ngỡ. Hôm nay nhân dịp này tôi xin tự giới thiệu một lần nữa là tôi là Huỳnh Nam, lớp C2. Nói tôi học tới năm lớp 11 của C2 đấy, rồi sau đó tôi đi học bên trường xây dựng cùng với hôm nay có bọn Võ Thông, sau đó đến nhà tôi đi bộ đội, và sau 5 năm bộ đội trở về với quê hương Đại Lộc và được chuyển ngành, và cũng tiếp tục hôm nay có thầy Ấn, cũng là một người thầy đã giúp đỡ và dìu dắt cho bản thân của tôi trong quá trình sau khi hết thời quân ngũ trở về, nhờ thầy giúp đỡ để cho tiếp tục được ôn thi vào trường Đại học Võ Thuật, cho nên cũng rất là trân trọng, rất cảm ơn thầy và quý thầy cô hôm nay đã tạo điều kiện chắc chắn cho bản thân tôi cũng như các bạn ở đây có một cái là cái cuộc đời, có một cái hành trình trong cuộc sống và có những cái kết quả như ngày hôm nay. Thưa quý thầy cô và các bạn,
tôi rất thân thiết và rất tâm phục và rất đồng tình với một cái ý của thầy Lơ phát biểu sáng nay. Không có cái gì ngăn cách bằng cái tình cảm bạn bè và con người với con người, và tin con người là với con người là tốt nhất. Còn không có một cái cản trở nào như là cái định kiến về vật chất, về tinh thần, về địa vị này khác. Cho nên tôi mong rằng chúng ta ở đây là gặp mặt này, và cũng qua ý của thầy Lơ đó, tôi mong rằng là chúng ta sẽ truyền khẩu cho nhau để cho những lần gặp mặt sau là không kể một đối tượng nào, hoàn cảnh nào cũng đều đến họp mặt để là trong vui, là thắm tình bạn bè, tình nữa là cùng thấp cùng đường với nhau trong ngày hôm nay. Cuối cùng là tôi rất trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã chấp cánh cho là chúng tôi có cuộc sống như ngày hôm nay, có được những cái kinh nghiệm như ngày hôm nay, rất trân trọng cảm ơn. Và cái thứ hai là rất trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho bản thân tôi nói riêng và tất cả chúng ta hôm nay nói chung có được những cái cuộc họp mặt như thế này rất là vui và rất là quý. Và cũng đồng nghĩa với, đồng cảm với cái ý của thầy Lơ đấy. Hôm nay tôi xin hát một cái bài, tôi hát thì không hay, nhưng tôi hát cái bài Trở Về Các Cụ. Đời buồn buồn nhưng có ai trời lại mong, buồn trong mong manh xin nhắc anh đừng cắt tay này người dân đừng vì tham tiền bỏ tiền. Người ơi nên nhớ các cụ là ta may này. Cao sang có nghĩa gì đâu, sao trách mình lo như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chốt lưới đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Và ý nghĩa bằng hát như thế tôi rất là tâm đắc với cái ý của thầy Lơ hôm nay. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn và chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tôi luôn luôn tưởng nhớ đến thầy cô, bởi vì tiền nhân có dạy rằng quân sư phụ, cho nên rất trân trọng. Kính thưa các thầy cô và các bạn, như sáng nay trong cái buổi về đó thì chúng ta đã có những lời tri ân, những lời chúc mừng, những lời chúc phúc. Cho đến giờ thì cái việc hội mà chúng ta tiết nghĩa là chúc mừng trong cái buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay, các anh chị, các bạn bè, thầy cô rất là xinh đẹp, rất là đông vui. Thì thay mặt tôi tổ chức, chúng tôi cũng chỉ có mấy lời như thế này. Cái sự thành công của chúng ta hôm nay thì ngoài cái sự nhiệt tình đóng góp của ban tổ chức thì có cái sự giúp đỡ quý báu của các thầy cô, và một cái hơn hết đó là trường phổ thông trung học Lưu Phúc Kỳ đã tạo mọi điều kiện cho chúng ta tổ chức cái buổi gặp mặt này. Thay mặt cho ban tổ chức, một lần nữa chúng tôi xin rất là cảm ơn cái sự giúp đỡ quý báu của ban giám hiệu nhà trường cũng như cán bộ viên chức của trường phổ thông trung học Lê Phú Kỳ. Và theo nguyện vọng của các bạn thì dự kiến chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Thì sau 5 năm nữa thì cũng mong rằng với cái kinh nghiệm, với cái sự nhiệt tình đóng góp của các anh chị hôm nay thì tôi nghĩ rằng 5 năm nữa chúng ta tổ chức sẽ thành công. Và nhân cái buổi lễ này, nhân cái buổi họp mặt này, ban tổ chức có chuẩn bị một số món quà để làm lưu niệm sau cái buổi liên hoan này.
thì các bạn được phân công đem quà tới trao tặng tay cho các thầy cô. Đồng thời các bạn của chúng ta mỗi người cũng có một suất ngay tại chỗ ban nhạc, thì mời các bạn đến nhận. Dù sao đi nữa thì mới cái tấm lòng của ít làm nhiều đang là một cái món quà lưu niệm. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta được bảo quản tốt thì cái món quà này nó sẽ lưu lại cho con cháu của ta sau này. Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo của chúng thì lớp của chúng ta từ khi mà nhập học thì 148 người, nhưng mà đến khi tốt nghiệp ra trường khoảng độ 110 người. Cho đến hôm nay cái sự hiện diện của các bạn ở đây khoảng độ 80 người. Như vậy đó là một sự thành công rất lớn. Lẽ ra nếu không có gì mà đột xuất thì các bạn chúng ta sẽ có đấy chung vui công thủ. À, ngay đây thì chúng tôi vẫn xin gửi lời cảm ơn các bạn của chúng ta. Rõ ràng không có mặt nhưng mà có những cái đóng góp về tinh thần, về vật chất cho cái sự gặp mặt hôm nay. Ngoài cái cuốn món quà là chúng tôi để làm kỷ niệm cho một mỗi thầy cô anh chị có tham dự đây thì có một tấm hình tập thể. Tí nữa thì của ban tổ chức để cô chúng em nên người là thầy cô nghĩa suốt đời học hành chăm sóc với công ơn này lời thầy màu để đời yêu nhau nào đi
thương. Hôm nay không gì hơn thay mặt cho bản thân kính chúc quý thầy cô cùng các bạn phu nhân phu quân lời chúc mạnh khỏe công tác tốt ông không thể được tay mưa được đó xin chân thành cảm ơn. Xin đọc lại. Thế là hãy trường ơi có xa mãi xa luôn thầy bản cả người yêu có còn đâu những buổi hạt về chiều hay dọc bắc trên những đồi gió hương câu giá sau cũng như hà nam. Đó là bài thơ nhất. Bài thơ thứ hai của một đồng ngọt. Có nhớ chân anh buổi cùng trường, tôi là cậu bé rất dễ thương, em yêu tôi chắc từ khi ấy, có lẽ rồi đây sẽ ra đường. Nhưng có nhớ chân buổi ra trường, em vào đại học, tôi vào lính, hai đứa hai đầu, mỗi đứa mỗi phương. Tôi nhớ như buổi chia tay, lời thương em tỏ vẫn còn đây. Đi đi em sẽ chờ anh lại, thế mới hôm nay đã phải quay. Xin chặn mấy câu thơ những ngày đi bộ đội. Và năm cuối không gì hơn, xin kính chúc quý thầy cô, tất cả các bạn bè khóa 769 cùng phu nhân, phu quân lời chúc mạnh khỏe, công tác tốt, ông khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Ngắm theo mặt trời, ngoài cô gái cô tri.
bởi mùa hoa. Son tươi yêu đôi tay ngà làng má thơ tóc xanh buồn là lời nhớ em nhớ bao thoải thời ấy có em anh chưa từng sầu chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu chưa mang hoang lạnh ngồi bên cá hỡi em về đâu cho đời mình thương nhớ nhau hai lang thang nói đường ngõ không tên hay ghi câu nhạc tình héo hắt hối tâm từ sầu đau kể từ ngày xa cách nhau cái nghiệp mỗi người có một cái nghiệp có ông A ông B nhưng mà tôi nói
Tôi đồng ý cái quan điểm của thầy La là cái nghiệp. Nhưng mà với quan điểm của tôi, ngày hôm nay tôi gặp các bạn là cái duyên. Nếu mà tôi không quay về Đà Lạt mà chưa chắc tôi gặp các bạn là cái duyên. Cho nó cái nghiệp, cái duyên đi đâu ấy nha. Cho đó mình thể hiện là cái nghiệp của cái duyên nó tạo ra cái tuổi thơ. Mà tuổi thơ có bài hát rất hay là bài Vượng Hồng. Mới vô là mở liền mà hồi sáng giờ tôi chưa thấy ai hát bài này hết. Tôi hát cái bài Khúc Không Quen rất là hay, nhưng bài Vượng Hồng tôi hát rất là dở. Nhưng mà thôi hát bài Vượng Hồng lên nha. Tâm tình của mình một cách hết sức là tự nhiên. Bây giờ tôi cũng xin nổi tiếng vào dòng tâm tình ấy để xin thưa và các em, các anh chị một điều là ông bà chúng ta thường có cái câu là hữu sinh vô dưỡng. Hữu sinh vô dưỡng có nghĩa là có đẻ con ra, có sinh con ra nhưng mà không nuôi được. Đó là một điều bất hạnh lớn. Bất hạnh lớn cho đứa con là cha mẹ. Thì các anh chị cũng có sinh con, sinh được con và cả anh chị đã nuôi dưỡng nó, đã nuôi dưỡng nó rất tận tình. Đứa con ấy là đứa con tinh thần, đứa con ấy là đứa con tinh thần, là tình bạn của các anh chị với nhau. Tình bạn ấy là đứa con tinh thần của chúng ta cùng đẻ chúng với nhau, cùng đẻ chúng với nhau một đứa con. Đó là con tinh thần chúng ta cùng đẻ và chúng ta có một phần cùng nuôi nó. Kẻ nào mà quên nuôi nó thì cái ấy có lỗi rất lớn. Hôm nay cả anh chị có mặt ở đây chính là chúng ta cùng chung sức nhau để nuôi được con tinh thần mà chúng ta cùng sinh ra cách đây 43 năm. Bây giờ nó được 43 tuổi rồi và hy vọng nó sẽ còn sống trong nhiều năm tháng nữa. Và chúng ta là bậc cha mẹ nó thì hãy nuôi nó để nó càng ngày càng lớn lên, càng mạnh mẽ và càng đẹp ra, càng tốt ra. Đó là phong là trong từng thời khắc một, trong từ cuộc đời một,
trong từng kiếp sống một, chúng ta vẫn cần niềm vui, chúng ta vẫn cần niềm thân ái. Cho nên hệ con sống là ta còn thương nhau. Thương nhau vậy là chất liệu để nuôi cuộc sống chúng ta, để chúng ta biết sống tốt, sống đẹp và sống tin tưởng vào cuộc đời này. Sau đây này để cho đặt tự thi, bây giờ bạn nào muốn nói thì kiểm liền. Hồi nãy rồi bây giờ ngày xưa có canh diều trao hững hờ vì vút sau rặng tre, ngày xưa có canh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa, ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn chiều hái hoa trên sông, ngày xưa bên vắng lù luyến con thuyền chờ người đi xa mờ. Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời, thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa canh diều chờ bao ước mơ, còn đâu bóng